Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, mùng 1 Tết Cổ truyền Nguyên Đán, năm Giáp Thìn năm 2024, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2024. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay cũng nhân kỷ niệm 100 ngày Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường về với Chúa, 2 tháng 11 năm 2023, 10 tháng 2 năm 2024, Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy long trọng tổ chức lễ cầu nguyện Đức Chúa Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường ngay tại nơi thờ Chúa, thờ Cha tại phòng khám. Buổi lễ cầu nguyện hôm nay có thầy Võ Duy Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, anh Bùi Văn Thưởng, phó giám đốc, thầy Nguyễn Thanh Quý, thầy Nguyễn Tấn Thanh, thầy Nguyễn Thị Hạnh cùng các cộng sự của phòng khám đến dự cùng một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước. Các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Bắt đầu buổi lễ là nghi thức cầu nguyện. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình hương mênh ấm u con ngày đêm, nhường thân xác hồn tràn lạc ở thiên. Kính lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, muôn đời chúng con dâng lời chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ, ca khen lòng thương xót của Chúa đã ban tràn hồng ân cho chúng con trong suốt năm vừa qua. Và hôm nay, trong năm mới, muôn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Kính lạy Mẹ Maria, Mẹ từ bi hay thương xót của chúng con. Chúng con kính chào Mẹ, tung hô Mẹ, cảm tạ và yêu mến Mẹ. Trong suốt những năm vừa qua, Mẹ luôn che chở, gìn giữ, chăm sóc chúng con bằng tình yêu mẫu tử của Mẹ. Chúng con dâng lên Mẹ tâm tình bé nhỏ của chúng con như những cánh hoa mùa xuân đẹp nhất. Muôn đời chúng con cảm tạ và yêu mến Mẹ vì Mẹ từ bi của chúng con. Kính lạy Thánh cả Giuse, Cha hiền yêu quý của Chúa Giêsu và của chúng con. Cha đã phù trợ cho chúng con qua những gian nan thử thách của cuộc đời. Chúng con hết lòng cảm tạ, yêu mến và tri ân Thánh cả Giuse mãi mãi. Tiếp đến, chúng ta hãy dành lời chúc cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường của chúng ta. Cha ơi, ơn phúc ngập trời, ngọt ngào con gọi suốt đời Cha ơi. Kính trọng Cha Phêrô rất yêu quý của chúng con. Hôm nay là ngày đầu xuân, cũng là ngày thứ 100 Cha được hưởng vinh quang thiên phúc trên cõi trời. Chúng con chúc mừng Cha. Trước hết, chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban Cha cho chúng con. Cha là đóa hoa tuyệt vời, ngào ngạt hương thơm cho nhân loại, đặc biệt cho tất cả mọi người chúng con. Chúng con hạnh phúc vì được làm con Cha và được Cha là Cha của mình. Cha đã tỏ hương thơm của tình bác ái
kính mến Thiên Chúa, yêu thương muôn người. Cha đã để lại cho chúng con tấm gương sáng ngời về sự buông bỏ cho không, cứu người. Chúng con quyết tình đi theo con đường của Cha đã đi hôm nay và mãi mãi. Xin dâng lên Cha tấm lòng con thảo, biết ơn, kính mến và thương nhớ Cha mãi mãi. Hương trầm nghi ngút bay cao, lòng con vương vấn dạt dào Cha ơi. Chúng con kính chào Cha bằng cái cúi sâu để tỏ lòng tri ân thương mến đến Cha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tại buổi lễ, đại diện ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy cũng đã phát biểu chúc Tết toàn thể mọi người, chúc Tết các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương, bệnh nhân, người nuôi tưng bừng chào đón một năm mới với niềm tin mới, thắng lợi mới. Kính chúc năm mới an lành, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Cũng tại đây, đại diện các bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám đã bày tỏ niềm vui mừng và chúc Tết các thầy, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 ngập tràn niềm vui, mọi sự thuận lợi, thành công tốt đẹp và tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho không mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy. Quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn thể hiện tấm lòng bác ái, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái giúp đỡ các thầy tại phòng khám để có điều kiện hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân. Đó cũng là niềm khát khao, sự kỳ vọng lớn nhất của các bệnh nhân nơi đây. Sau khi chúc Tết xong, các bệnh nhân được các thầy tặng bao lì xì. Đây cũng là phong tục cổ truyền tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong những ngày xuân về Tết đến, thể hiện sự kính trọng, đối xử tử tế với nhau, trải lòng, thăm hỏi về đời sống, tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình, những biến cố trong cuộc sống, nhất là đối với những bệnh nhân không may mang bệnh hiểm nghèo. Để rồi chúng ta tiếp tục thực hiện lời dạy của Cha Pedro Nguyễn Văn Tường về phải biết yêu thương cho không, phải biết giúp đỡ trong những khả năng của mình để họ vượt qua số phận, hòa nhập cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, kết thúc buổi lễ cầu nguyện, mọi người bắt đầu những công việc đầu năm mới. Riêng truyền thông Thành Võ cảm thấy ấm áp vì đây là lần đầu tiên chào đón năm mới ở nơi này. Cảm giác như Đức Chúa Trời Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã hiện diện minh chứng cho buổi lễ cầu nguyện hôm nay được trọn vẹn, niềm vui mới thêm đông đầy. Có thể suy luận rằng có lẽ năm Giáp Thìn năm 2024, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy chắc chắn sẽ được cộng đồng, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước thật sự tin tưởng, gửi trọn niềm tin để đồng hành cùng các thầy trên con đường cứu chữa bệnh nhân ung thư, thoát khỏi của tử để trở về với cuộc sống cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, truyền thông Thành Võ được các thầy thống nhất cho biết phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy trong năm 2024 này, phòng khám tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học ăn cháo nano, uống thảo dược nano, giữ gìn phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tiếp tục thực hiện phương châm ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ, yêu thương cho không. Đồng thời các thầy tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chung tay đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các bệnh nhân ung thư xoa dịu nỗi đau, vượt qua khó khăn để vươn lên hòa nhập cộng đồng,
đồng thời sự giúp đỡ đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời, Cha Pedro Nguyễn Văn Tường ban hồng ân. Từ việc làm từ thiện, tích góp phước đức, phát tâm thiện nguyện, những tấm lòng bác ái luôn âm thầm ủng hộ các thầy để cứu sống những bệnh nhân ung thư từ cửa tử trở về. Mạng sống đó của các bệnh nhân bao gồm công lao phải kể đến của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước và các thầy phòng khám Cha Tường yêu thương cho không. Đó là điều chắc chắn, bất di bất dịch, không thể thay đổi được. Đồng thời đó cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của các thầy cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước phải làm, vì Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã từng dạy rằng: bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, truyền thông Thành Võ xin tạm biệt tại đây. Kính chúc năm mới tràn đầy năng lượng và niềm vui dâng đầy. Xin chào và hẹn gặp lại. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang, Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.